không được nhìn xuống. Ê, ê, nhìn lên này, nhìn lên này, nó máy này. Hỏi tới chị sợ không? Chị sợ không? Không sợ. Chị mà sợ. Chị tăng vậy, nhìn quay giáp này. Chị mà muốn lái máy bay mà chị nhìn sợ. Nhìn bữa nay mới được đi cấp tre này. Nguyên đi rầu. Nguyên đi rầu này. Ôi đây là rừng hay là gì? Rừng chứ gì, đi trên rừng mà. Ủa con tưởng núi. Anh nó im vậy. Ủa núi là rừng vậy? Anh là hiu đang đi cấp treo. Cái đó là nó chưa cho trẻ. Chưa cho trẻ, nó chạy một bên thôi. Nó chưa cho trẻ nó giữ. Đi một đêm là đường nó dính xuống rồi. Nó có ba đường mà. Nhìn xuống sướng quá trời mà. Ờ, có được mà sợ. Không sợ gì hết á. Càng đi càng thích. Cầu lúc lên trời cũng được. Nhưng mà có nhiều cái cây gì nghe em đã.